Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, bình an quý vị nhé. Quý gia chủ Bính Tuất thân mến, chắc hẳn là quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 1 âm lịch đúng không ạ? Có thể nói rằng tháng 1 là thời điểm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất. Được quý nhân giúp đỡ trong tháng 1 âm lịch về mọi phương diện của quý vị gần như đều được thuận buồm xuôi gió. Một tin có thể nói rằng là cực kỳ tốt lành đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị nhé! Trong khoảng thời gian trước thì gia chủ Bính Tuất tuy có nhiều khó khăn vất vả trong cuộc sống, nhưng trong tháng 1 này thì sẽ khác. Sẽ gặp được nhiều may mắn và có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh sự nghiệp có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp và thành công của quý vị có được là nhờ vào nhiều sự giúp đỡ của từ bạn bè và ít được giúp đỡ từ gia đình. Quý vị được quý nhân và bạn bè giúp đỡ rất nhiều và hơn nữa nhờ vào năng lực của bản thân nên trong tháng 1 sẽ là thời điểm phất lên như diều gặp gió. Do ăn ở có phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện, tích đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời phải không ạ? Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, ngay bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết mà chúng tôi chia sẻ đến cho quý vị. Xin mời tất cả quý vị tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, chúng ta hãy cùng lắng nghe tử vi của mình trong tháng 1 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ, nghĩa là đất nóc nhà. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao. Họ sống theo khuôn khổ và những quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi người ta thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên, vạn nhân, vạn tính vì mỗi người là một tiểu vũ trụ. Tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý, duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của người tuổi Bính Tuất luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác. Đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình trong cuộc đời. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử của họ. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào, họ cũng là người mô phạm đạo đức, ung dung và hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn, nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ khô khan, lạnh lùng và cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực, rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong. Vì thế họ thường trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay là các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ, giữ gìn, không mạnh về tiến công. Nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Trong tháng này, vận trình của gia chủ Bính Tuất sinh năm 1946 nhiều biến động, muốn an ổn cũng khó. Mối quan hệ, anh em bạn bè, họ hàng, vợ chồng, cha mẹ con cái không được như ý, dễ dẫn đến xung đột tranh cãi, thậm chí có khi còn phải tốn tiền hao của để giải quyết, khiến tài chính hao hụt và thất thoát. Trong năm đương số cũng rất dễ phạm tiểu nhân, họa thị phi, nghiêm trọng còn có thể dính líu tới pháp luật kiện tụng. Vấn đề sức khỏe cũng có dấu hiệu sụt giảm, cần phải chú ý chăm sóc cơ thể. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Tuất sẽ có được tài lộc dễ dàng hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt. Tuy nhiên, trong vấn đề tình cảm gia đạo, sẽ cần phải chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp cãi vã với con cái và người thân. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Hầu hết những người tuổi Bính Tuất ở tuổi này đều đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác. Bên cạnh không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe được hanh thông và thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này. Đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được sau khi thực hiện dự án bất động sản, trúng số hay được hỗ trợ. Lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng, giúp cho mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu.
Tuy vậy, trong tháng này gia chủ cũng phải có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi của gia chủ, tiền bạc hay của cải cũng không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không còn quá tằn tiện. Gia chủ đã vất vả rất nhiều, thời gian này hãy dành cho sức khỏe, cho con cháu và những vui thú tuổi già. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết. Ngoài ra có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến cho bệnh tình trở nặng hoặc để lại hậu họa về sau. Các quý gia chủ tuổi Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí trong gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi tính cách cố chấp của con giáp này gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi cũng hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là bạn nghĩ. Đừng tự quyết định mọi việc và khăng khăng làm theo ý mình mà không cần tham khảo ý kiến của người thân, tránh gây bất đồng. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 1 năm 2022, tức ngày 8 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tức ngày 20 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là chúng ta không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 1 năm 2022, tức ngày 7 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tức ngày 19 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 1 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để có thể thay đổi cuộc sống của mình cũng như là vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, Phong Thủy Gia Cát xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin mến chào!